Ngày 11 tháng 7, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh, chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện, trong đó 5 dự án giao thông. Đến nay dự án mở rộng đường Hòa Lạc Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án. Nhà đầu tư dự án giai đoạn 1 đề xuất được thực hiện lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất phương án đầu tư để khởi công dự án trong quý 1 năm 2024. Dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho tiếp tục thực hiện quy mô đầu tư giai đoạn 1, 2 làn xe. Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội và cao tốc Sơn La đang thi công xây dựng cầu Mông Hóa, cầu Đồng Hoài và lên phương án tạm ứng mặt bằng tại 9 vị trí cầu để thi công trước. Huyện Kim Bôi đã kiểm đếm toàn bộ diện tích, đang tiến hành thẩm định giá, thuê đơn vị thực hiện và đang đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương các dự án tái định cư. Đường kết nối thị trấn Lương Sơn Xuân Mai giai đoạn 1, đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6 đang thi công một số hạng mục và triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Đối với 5 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, hiện nay đã khởi công dự án tuyến cáp treo Hương Bình, dự án quần thể khu đô thị sinh thái vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo cuối hạ, dự kiến sẽ khởi công quý 3 năm 2023. Các dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả, dự án khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng Lạc Thủy tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phấn đấu khởi công vào quý 3 năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, thiếu khu tái định cư, chưa có mỏ đất đắp, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, cùng với đó là việc cần tạo quỹ đất dự trữ cho công tác tái định cư. Các sở ngành chủ đầu tư tích cực chủ động hơn đề xuất giải pháp để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai là những dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các cấp các ngành địa phương đã nỗ lực giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Trong thời gian tới, các cấp các ngành các địa phương, đặc biệt là Ban cán sự Ban tỉnh và lãnh đạo của Ban tỉnh, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tỉnh, huyện, xã và giữa các ngành để mà chúng ta đồng bộ các cái nhiệm vụ để tránh mất thời gian và tránh kéo dài cái thời gian để chúng ta làm các cái thủ tục liên quan đến đầu tư, liên quan đến đất đai, rồi liên quan đến giải phóng mặt bằng. Sau cuộc họp này thì Ban chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo sẽ họp chuyên đề. Các dự án trọng điểm thì chúng ta sẽ họp chuyên đề để mà giải quyết dứt điểm từng cái dự án và cho kết luận định hướng để Ban cán sự Đảng và Ban tỉnh, lãnh đạo Ủy ban tỉnh và các sở ngành, các địa phương để chúng ta giải quyết. Để chúng ta kết luận và giải quyết từng khâu, từng việc và phân công trách nhiệm thì tôi nói các đồng chí là cố gắng hy vọng để các dự án này có thể khởi công từ nay đến cuối năm 2023. Và việc này là việc phải rất là quyết tâm. Và như vậy là đề nghị Ban cán sự Ban tỉnh là giao cho chỉ đạo lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư để mà sợ và phối hợp với các cơ quan để xây dựng các cái báo cáo chuyên đề, đặc biệt là phải đánh giá được cái tồn tại hạn chế và phân công trách nhiệm và có thời gian cụ thể cho các ngành, các địa phương và người đứng đầu các cơ quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phân công trách nhiệm cụ thể giải quyết từng việc cho từng dự án. Các huyện, thành phố và chủ đầu tư chủ động làm hết trách nhiệm, tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng nơi tái định cư. Đối với các dự án ngoài ngân sách nhà nước, các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư khởi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án theo kế hoạch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, ủng hộ chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn.